Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Xin giới thiệu với các anh em trận đối đầu giữa top 2 Việt Nam và top 3 Việt Nam. Với trận đối đầu giữa hai người top Việt Nam với nhau. Đấy. Cái người top 3 Việt Nam bây giờ ở trong trận đấu này đang là Seven nha anh em nhá. Chữ đỏ nhấp nháy số 7 đấy. Đấy. Và cái người còn lại thì anh em biết là ai đấy. Dã man thật sự. Rồi ok. Bây giờ thì chúng ta có thể là chúng ta đánh được chuỗi thắng không? Trận này có Hunter đầu game nó cũng ngon. Trông có vẻ là có tí hốp đấy anh em ạ. Được đấy. Ở thời điểm hiện tại là chưa thấy thằng nào nó à có một thằng Hunter nhưng mà rất yếu. Dễ thắng Hunter ở rất thấp phía dưới. Một thằng đã câu ra gấu rồi, khả năng nó sẽ là chơi Saman không nhỉ? Ra được gấu mết rồi, chưa ra gấu Saman nhưng mà ra gấu mết. Trận này có mèo 5 đô này, có chúa quỷ. Chúa quỷ thì sẽ hướng đến là cái bộ 5 rồng ngũ long hóa hình à. Nói chung là cái trận này với một cái trận mà gặp đối thủ như thế này ấy, thì thường là sẽ đánh là mắc binh thôi anh em ạ. Đánh mắc binh nhất có thể anh em nhá. Còn thực ra cái tầm này cũng chưa biết chơi gì đâu. Cứ từ từ đã. Cứ ba Hunter vào giữ chuỗi cái đã này. Đánh có thể là đánh được chuỗi thắng ấy. Beat không? Beat thì meta này có được không? Hơi yếu. Biết trận này tôi sợ là đến lúc mà đối thủ form được cái bài rồng hay là cái bài Saman sợ bị đẩy kinh khủng luôn á. Kinh khủng khiếp. Bây giờ nó có một cái cuộc đua. Đấy là cuộc đua top 1 server Việt Nam. Ai sẽ là cái người lên queen ở Việt Nam trước. Đấy. Thực ra cái cuộc đua này là tôi tự đặt ra thôi chứ còn chả ai đua với tôi. Tôi nói thật với anh em là như thế, tôi tự đặt ra, tôi tự đua thôi. Thì hiện tại bây giờ đang top 2. Top 2 server Việt Nam thôi chứ còn không phải top 2 thế giới. Còn cái người top 1 thì hơn tôi một vài điểm thôi. Tức là tôi vẫn có cái cơ hội tôi có thể là vượt qua được nếu mà tôi cứ đánh top 1 nhiều. Top 1, top 2 đấy. Bởi vì họ cũng đánh top 1, top 2 nhiều mà. Nên là mình cũng phải thế thì mình mới vượt được qua họ. Chứ còn nếu mà mình mà không đánh được top 1, top 2 thì mình cũng sẽ bị bỏ qua thôi. Sẽ bị những cái người ở top 3 người ta sẽ vươn lên. Ví dụ trận này là cái trận đối đầu luôn giữa tôi và cái ông top 3. Đấy. Thì nếu mà muốn bỏ xa cái khoảng cách giữa ông top 3 thì trận này là phải chiến thắng thôi. Thế thôi. Phải chiến thắng. Rồi thì bây giờ xem nào. Nếu mà trận này nhá mà đánh theo kiểu đánh mết thì cũng được á. Có rớt này. Đấy, sau này có mèo 5 đô. Mà đây cho Greater thì có khi đá qua tí. Hunter không ngon bằng. Tầm này Hunter chưa ngon. Hunter là phải 6 con mới ngon cơ. Còn mà 3 con Hunter thì cứ đợi đấy. Tỷ lệ mà đánh một cái đòn double ấy nó rất thấp, nó chỉ có 25% thôi. Khi mà có 6 con Hunter thì nó mới là 60%. Nhưng mà 6 con Hunter thì đánh nó cũng phải level 7 nó mới mạnh được. Chỉ còn level 6 thì chưa có đủ tăng cơ phía trên thì nó cũng yếu thôi. Nó bị sồ vào sớm thì thực sự thì cái bọn Hunter này nó phải, mặc dù là nó đánh là có thể là công mạnh ấy, nhưng mà thủ thì nó cũng phải có một chút tăng cơ phía trên. Nên là bộ này thường nếu mà tôi chơi về Hunter là tôi đánh ở 7. Còn trước đấy mà nếu mà ra Greater vẫn chơi Greater ngon hơn. À, Eco à? Eco trắng. Ui thì ngon. Thế thì lại dễ quá nhở. Trận này không có ông nào là Eco cả. Thế thì ngon quá gì đó. Thế thì là sướng rồi. Bạn là coi như là được một mình Eco quá đã rồi gì đó. Đánh beta mới cái này tôi nói thật với anh em, chơi Eco mà được Eco nó sướng lắm anh em ạ. Chứ còn để mà đánh chuỗi thắng thì nó vô cùng là khó khăn luôn. Đố đánh chuỗi thắng được ở trong cái beta mới này luôn. Trừ khi là Hunter độ mới ra. Còn đánh những cái bộ khác thì không bao giờ đánh được chuỗi thắng. Đấy, Hunter là phải 6 con Hunter độ. Lên được con súng 2 sao thì đánh được chuỗi thắng thì nó dễ. Chứ còn chơi những cái bộ khác thì khó lắm. Nhưng mà cái vấn đề là chơi Hunter bây giờ cũng nhiều thằng chơi Hunter cùng. Có nhiều thằng nó cũng chơi cùng luôn. Thế nên là nó cũng khó anh em ạ. Nó khó đánh được cái chuỗi thắng dài.
ở trong cái meta này thường là chỉ đánh gọi là Hunter là giữ máu được nhiều thôi. Sau đó là lên level 9, level 10 nếu mà Hunter độ thì chơi luôn. Đấy, còn không thì chuyển sang Aegis. Đấy, mà còn không nữa, tức là không ra được Aegis, không ra được Mueta thì chúng ta lại chuyển sang những cái con co 4 đô, 5 đô ở những cái bộ khác. Nhưng mà thường thì đánh Hunter là giữ được máu nên là nhiều người chọn. Đấy, tôi thì tôi chuyện này tôi ra là con Hunter hay giao sớm thì tôi chơi thôi. Rồi, bắt đầu có chuỗi rồi. Đấy rồi, Mueta này. Thiếu một con Hunter nữa thôi. Nhưng mà bây giờ ra 6 Hunter tôi cũng chưa cho vào đâu anh em ạ. Phải lên được 7 đã. Cứ bình tĩnh. Trận này được cái lấy được cái búa set nên là đánh cũng khá tự tin đấy. Lấy búa set đầu game mà round tiếp theo mà tôi lấy được cái lùn nữa thì đúng là coi như là con game trong mơ luôn. Giả sử mà được như thế là coi như là đủ chỉ tiêu rồi. Ra clip là hôm nay là cũng được khá khá đấy. Một ngày mà sản xuất được khoảng chục cái clip thì nói chung là vô tư rồi. Nhưng mà cái tầm này thì tôi cũng đang đua top server nên là tôi cũng không có giới hạn để cái việc làm clip một ngày của tôi. Tôi cứ thế nào mà tôi làm hết cơ có thể đó. Một ngày mà làm càng nhiều thì càng tốt đó. Tầm này lên queen là tôi không chơi nữa mà. Đấy nên là cái clip mà tôi sản xuất ở cái thời điểm này là tôi cứ để dành, xong rồi bao giờ mà không chơi nữa thì cứ hàng ngày ra dần, tung dần clip lên. Làm thế nào để có thể tống khứ được hết cái đống clip trước khi cái bản update mới nó phát hành là được. Đấy, kiểu thế, kiểu thế. Anh em còn lạ gì tôi nữa. Trong trường hợp mà giả sử nhưng mà bí quá, anh em kêu nhiều về toàn ra cái clip cũ thì chắc là nghỉ luôn. Đến khi nào mà có update mới, ra clip mới được thì chơi. Dã man thật sự. Mà nói chung là kiểu gì anh em cũng nói được. Ra clip thì anh em bảo là clip này cũ rồi. Nhưng mà thực ra có cũ đâu, vẫn là meta này mà, đúng không? Nó vẫn là cái update này. Nó chỉ là không phải là cái ngày hôm đấy up lên thôi. Nó chỉ là một cái clip ở trước đấy khoảng 1 tuần đến 2 tuần. Thế thôi, nhưng mà anh em kêu anh em bảo clip cũ. Nhưng mà tôi nghỉ cũng có anh em kêu luôn. Tôi nghỉ thì đã bảo là tôi lười, tôi không ra clip. Ảo thật đấy, chả biết làm nào. Thôi thì chiều cả hai vậy. Ui dồi, có lùn rồi đây này. Quá tuyệt vời. Vậy là chúng ta có hai cái món chấn của cái bộ Hunter rồi. Thế thôi, bỏ cái bộ Hunter đi thôi anh em. Chơi Hunter thôi. Thiếu một con Hunter đúng không? Nhưng mà không sao, nó có lùn anh em ạ. Cái vấn đề là nó có cái bộ lùn. Up 7 luôn cho nó chắc chắn là đánh ở chuỗi thắng cái đã này. Như này đi. Thêm hai đỏ nữa cho nó chắc. Thằng này cũng khá to. Ra đủ 4 gấu rồi hả? Mày đái. Mày qua giết được con gấu tổ rồi. Giết được thấy ông nó. Ôi mà vẫn thua này. Thắng được không? Được. 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 Rồi. Hay quá, thằng này nó up 7 nó cắt chuối đấy. Chưa có 6 Hunter nhỉ? Thực ra để 2 lùn cũng ngon anh em ạ. Để 2 lùn là ngon rồi đấy. Đội hình mạnh là cái đội hình mà nó vừa có đam vừa có tăng cơ. Để thế này thì cái hàng phía trên nó cũng khá là dày. Cộng nhiều máu. Có 2 sao ở phía trên. Thế này khi chuyển về Saman thôi anh em. Để tôi pick con Saman vào nhá. Vẫn chưa thấy Lava Saman đâu nhỉ. U thì có đánh trung bộ thằng này không? Trông cũng có vẻ chơi bắn trưởng đấy. Cũng ghê đấy, giữ máu tốt phết nhỉ. Giữ máu tốt phết đấy, có eco mà còn kẹp được thêm cả vào để mà giữ máu. Kẹp thêm cả mết vào giữ máu luôn. 44 máu thế kia là chưa cắn máu đâu. Nhìn thấy biết là chưa cắn máu lên rồi. Round 13 và 44 máu là chưa cắn máu đâu. Bình thường cắn máu lên thì cái tầm này chắc là cũng phải rơi vào đâu đấy tầm khoảng 70 máu.
nó eco từ cái round đầu tiên thì phải, đúng không? Gặp hình như là gặp ngay từ cái round 4 thì phải. Sau đó là gặp ngay con hai con eco, tôi nghĩ là sẽ giữ được khá nhiều máu. Tầm đấy cắn máu lên nó là vô tư, mà tiền thì nhiều nhất bản đồ rồi. Đang chuỗi thua cộng 8 luôn. Tôi đánh chuỗi thắng tôi phải xả tiền đấy chứ. Tôi phải up cấp sớm tôi mất tiền chứ còn. Thì kia cứ tà tà mà lên giữ một đống tiền. Ui thằng này hai con Velom rồi này. Vãi đái. Hai con Velom full bộ Goblin rồi ạ. Thế thôi chịu. Đây 6 Hunter thì cũng chịu thôi anh em. Ua mất chuỗi rồi. Đấy anh em thấy không? Nó đâu có dễ dàng nó giữ cái chuỗi thắng đâu. Đánh và đánh chuỗi thắng nó khó hơn nhiều. Bây giờ mới ra. Ra sớm một round phải ngon không? Chán thế nhở. Chán thật sự luôn đấy anh em ạ. Nhưng mà thực ra nếu mà ra sớm một round thì tôi vẫn thua thôi. Nhìn cái đội hình này không ăn được đâu. Khó lắm. Trừ khi mua ta lên được 2 sao này, sau kẹp được vào 2 đỏ nữa, rồng ở phía trên 2 sao nữa mới ăn được cái bộ vừa rồi. Goblin nó mạnh rồi. Là thằng 6 Exorcist rồi này. Goblin mà trước ra 20 thì khỏe lắm. Nhất là nó cũng sắp lên Velomaster lên 2 sao rồi đấy. Thiếu một con. Ok, vẫn ăn được. Anh em bảo tôi có lên cho con này vào thay không? Quá à, lên luôn đấy chứ. Biết đâu đấy ra con gấu Saman đúng không anh em? Biết đâu bất ngờ. Cuộc sống này nó có thể xảy ra bất cứ cái việc gì ngoài ý muốn. Trong ngoặc nha anh em nhá. Con gấu mà nó ra trận đấu này chắc chắn là ngoài ý muốn của tôi rồi. Ok. Đừng có ra gấu nha. Nhiều khi phải lừa lừa thế anh em ạ. Máy tôi nghi là bọn này nó có AI lắm anh em. Nhiều khi tôi bảo tôi chơi một cái gì đấy là y rằng là không ra. Nhưng mà khi mà tôi không chơi thì nó lại ra. Đấy thế là có một cái bài lừa. Nhiều khi mình phải nói cho nó biết, nó nghe thấy là à, tao đang định chơi cái này đấy. Hoặc là tao không có chơi cái này đâu, đừng có ra nhá. Thì nó sẽ ra cái bài đấy. Không biết anh em có tâm linh nữa không nhỉ? Mình như mình quá là mê tín dị đoan rồi, quá tâm linh rồi, thôi quay trở lại cuộc sống thôi. Dã man thật sự. Nhưng mà thôi tôi cứ nói thế, tôi không có mong chờ một cái con gấu Sama đâu nhá. Máy nhá. Ok trứng này. Trứng này tí đập cho rớt. Gậy gai à? À cũng được đấy. À ô cái gì cơ? Coi video của Tuấn Cơm vô chơi à? À thế à? Ô anh em fan ở trên kênh à? Hình như cái ông này tôi cũng gặp nhiều rồi thì phải. Nghe tên nó cũng hơi quen quen. Bây giờ mất chuỗi rồi, có khi đánh ở 7 thôi anh em ạ. Chả phải gì đến 8 nó gì. Từ từ đã. Đánh ở 7 cơ. Bây giờ lên 8 thì cũng nhét được cái con gì vào đâu. Tiết kiệm tiền tí. Thọt tiền rồi đấy. Thua phát thọt luôn. Ê trận này lắm Exorcist vậy. Có phải không nhỉ? Từ đấy giờ gặp là hai người rồi đúng không? Đấy thằng kia lên 8 rồi kìa. Cắn máu lên rồi. Cắn máu lên rồi. Cắn máu lên được 58 máu. Lên level 8 xả tiền rồi. Thường nó sẽ đánh như thế đấy anh em ạ. Umuita 2 sao này. Trận này có trứng đấy chứ. Mà đập trứng cho Mueta 2 sao thì có một cái dở là cái trận này ấy, tôi nếu mà vừa lấy tôi không gặp mấy cái nhà Exorcist thì không sao. Nhưng mà tôi gặp tới hai cái nhà Exorcist là qua rồi. Và cái trận này bây giờ lại cũng tranh nhau Exorcist nữa thì nó lại quá là meta luôn. Từ từ đã anh em. Tôi vẫn không mong đợi một con gấu Saman nó ra đâu. Mà trận này nhiều Exorcist bây giờ cứ tranh bài của nhau này. Nhiều lắm anh em ạ. Cứ khoan từ từ. Cho cơ hội đến round 20. Vẫn có thể chuyển được nha anh em nhá. Cái bộ Exorcist nó chỉ cần cái con mua ta lên 2 sao thôi. Cái vấn đề ấy là tôi đang không muốn chơi cái bộ đấy. Vì chúng ta phải tranh với quá nhiều người. Với cả một cái nữa ấy.
là tôi thực sự vào trận đấu là tôi không quan tâm đến những người khác đâu anh em ạ. Tôi chỉ quan tâm đến cái thằng mà nó đang có chữ đỏ nhấp nhảy thôi. Anh em nhá, top 3 server đấy. Tôi chỉ quan tâm đến cái thằng đấy thôi. Bởi vì làm sao? Bởi vì là phải đánh hơn thì mới vượt lên điểm được. Đấy, đang xít soát nhau về cái điểm. Nếu mà mình mà trận này mà thua thì chẳng hạn thì cái điểm nó sẽ bị tụt đi và khả năng là sẽ tụt về top 3. Thế nên là cái người mà mình đang muốn để ý nó chính là cái người mà chữ đỏ top 3. Đấy thì cái người này mà đang chữ đỏ top 3 là đang đánh là 5 rồng 9 mét anh em nhá. Đó, thế nên là cái lý do là tại làm sao mà tôi đang nhìn thấy cái bộ Exit mặc dù là lên 2 sao mà tôi không đập là vì thế. Bởi vì là đập xong một tí nữa mà nó vào phát nó bùm một cái thì nó bay màu. Đấy, chưa kể trận này có chúa quỷ nha anh em nhá. Chơi Exit tí nữa chuyển sang là cái ngũ long hóa hình chúa quỷ 2 sao chẳng hạn. Thì nó đấm vào mặt không trượt phát nào đâu. Đấy, tính hết rồi nên là không nhá anh em nhá. Mặc dù là ra bài đấy nhưng mà không chơi. Không chơi luôn. Tính toán là hay đến từ vị trí của Tuấn Cơm. Mẹ, già 2 sao. Già 2 sao, Thunder 2 sao, 5 rồng. Đỡ làm sao được anh em, không đỡ được đâu. Cái bộ Exit mặc dù là nó khỏe nhưng mà nó sẽ bị rồng nó thổi cho bay màu luôn đấy. Đấy, nhìn đồ là biết rồi. Anh em thấy là cái việc mà tôi phải liên tục tôi check bảng và tôi check đồ đối thủ. Và tôi cũng chỉ check cái người đấy thôi. Là anh em biết là tôi đang để ý đến ai. Đang coi như là focus đội hình vào ai. Nó là quá rõ ràng rồi. Tất nhiên là nếu mà tôi không nói thì không ai biết. Đúng không? Chắc chắn là cái điều đấy luôn. Nếu mà mình không chia sẻ ra thì các bạn sẽ tưởng là tôi đang chơi một cái bài vu vơ. Hoặc là thằng này sao mà nó chơi ngu thế. Trứng ở đây rồi. Meta vô địch thiên hạ đây rồi mà tại sao không đập trứng. Meta này tôi thấy ở trên diễn đàn rất nhiều người kêu meta Sida, meta phò phạch. Vì con Meta nó làm mất cân bằng của game. Đấy, game phải sửa lại ngay. Tôi thấy bình thường. Quá bình thường luôn anh em ạ. Không hiểu sao nhiều người kêu thế. Nhất ở trên diễn đàn auto chat. Diễn đàn auto chat trên Facebook. Rất nhiều người kêu là cái meta này là meta rác ạ. Thề. Tôi thì tôi thực sự là nếu mà để mà nói nhá thôi thì đây nó là cái ý kiến cá nhân của bản thân tôi. Chơi từ mùa 1 đến nay nó là mùa 25 hay 26 rồi đúng không? Thì xin thưa với anh em là chưa có một cái mùa nào mà nó hay và nó cân bằng như cái mùa này đâu anh em ạ. Thực sự là chưa bao giờ tôi đã rất lâu rồi nhá. Kể từ một cái meta cân bằng nào đấy ở cái thời điểm quá khứ trước đây cho tới tận ngày hôm nay meta này tôi mới có được cái cảm giác thích thú, thích chơi đến như vậy. Khẳng định với anh em luôn là meta này cực kỳ cân bằng và nó rất hợp với tôi luôn ấy. Nó rất hợp bởi làm sao? Hợp với cái người làm content. Chơi được nhiều bộ. Đấy. Làm được nhiều cái bài hay. Để phục vụ anh em. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là nó lại thế này cơ. Cái bộ mà tôi thích chơi người ta lại không chơi. Đấy. Nó lại thế. Những cái bộ mà tôi thông thạo chả thằng nào chơi, một mình tôi chơi. Rất là phê luôn. Xong rồi cái bộ mà không ai chơi đấy thì người ta lại bảo là không chơi được. Đâu tôi vẫn chơi được mà. Chả qua là các ông là không chơi, các ông không thử, các ông không biết được thôi. Hoặc là nói thẳng luôn là các ông không biết chơi. Đấy, thế đấy, nói thế cho nhanh. Rồi. Đây là người ta leo top server Việt Nam có thèm sờ farm cái bộ meta đâu, đúng không? Anh em nhìn xem, anh em cứ xem cái clip của tôi là anh em biết. Những cái clip mà tôi ra cũng là những cái clip tôi leo rank luôn. Lấy đâu ra? Làm gì mà sờ farm Exit để mà leo rank đâu? Có đâu. Đấy, anh em cứ điểm qua xem được bao nhiêu trận mà chơi Exit. Chả có mấy đâu, toàn chơi bắn trưởng thôi mà. Tôi nói rồi, tôi vào trong rank là tôi chỉ có chơi bắn trưởng thôi. Đấy là cái bộ thông thạo nhất của tôi. Từ trước đến nay rồi, từ đánh từ mùa đầu đến bây giờ là cũng đam mê rồi. Không có chơi bắn trưởng thì cũng sử dụng kỹ năng thôi. Thực sự là thích những cái bộ bắn trưởng hay thích những cái bộ mà kiểu gót kiếc là bởi vì là đánh nó hoa mỹ, đánh nó kiểu lối chơi của nó đẹp mắt rồi thì chuyển bài linh hoạt các kiểu các thứ thì nói chung là đánh nó bay hơn ấy. Còn đánh mấy cái bài kiểu kiểu đần đần như kiểu Warrior hay là đánh mấy cái bài kiểu
nó như kiểu assassin các thứ thì thực sự là cũng không thích chơi lắm, nói thật với anh em như thế. Clive Clear không thích chơi, chính ra cái bọn Clive là cái bọn mà không thích chơi nhiều nhất ở trong cái con game này luôn. Meta này không ai chơi mà tôi cũng không thèm chơi. Bình thường ấy, các meta trước là người ta không chơi thì tôi chơi, mấy cái bộ mà người ta không thèm chơi thì tôi chơi, nhưng mà cái meta này, cái bộ đấy người ta không thèm chơi tôi cũng không thèm chơi luôn. Bởi vì làm sao, bởi vì mình cũng không thích chơi cái bộ đấy, nói thẳng ra là thế. Những cái meta mà có cái bọn bọn Clive ấy nó mạnh ấy, tôi còn không thèm chơi cơ mà. Đấy, rồi meta mà nó yếu thì đương nhiên là động vào làm cái gì, đúng không? Thế nên là gần như là anh em thấy là cái bộ Clive là ở trên kênh tôi là đã từ rất lâu rồi, phải 2-3 tháng rồi, thậm chí là 3-4 tháng chưa có một content nào liên quan đến bộ Clive luôn. Không có một cái trận đấu nào chơi Clive luôn mà. Anh em cứ để ý mà xem. Ít ra những cái bộ mà tôi thấy là ít người chơi nha, như cái bộ Insect chẳng hạn, tôi vẫn chơi. Đấy, những cái bộ mà rất ít người chơi như bộ Goblin, tôi vẫn chơi. Anh em thấy không? Goblin tôi còn chơi cơ mà. Nhưng mà Clive tôi không chơi. Warrior tôi vẫn chơi nhá. Warrior mấy cái meta trước tôi vẫn chơi nhiều. Thậm chí là cái meta gần đây nhất tôi vẫn chơi, vẫn có clip về Warrior Fake. Gần thôi, rất gần thôi. Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây thôi là cũng phải có 2 clip về Warrior Fake rồi. Anh em nhớ không? Anh em nhớ cái trận mà chơi cái con Doom không? Xong rồi là đánh với cái bộ God kết hợp với cả Goblin ấy. Đấy là một trận, đúng không? Và một cái trận tiếp theo là tôi chơi co là cái con cây ấy, cây chơi Warrior Fake. Dồn đồ cho cây. Rồi chắc đổi đồ luôn anh em nhé. Tôi đổi đồ cam luôn anh em ạ. Bây giờ chơi mết đổi đồ cam thôi, không có đánh đồ tím. Đây rồi. Quá tuyệt vời. Ui. Úi dồi. Ui dồi. Giật mình anh em ạ. Giật mình luôn. Giật mình luôn cái quả vừa rồi. Thề. Ok ok. Quá tuyệt vời. Rồi kiếm Sama nào. Đây rồi, đủ bộ nhá. Được đấy. Úi dồi ôi, ra rớt này. Hay quá nhờ. Dồn đồ cho con rớt cái đã. Tạm thời thế. Rớt với một quả trứng rồi này, gậy xanh rồi. Ơ à, liệu rằng có phải là easy quá không? Phê luôn anh em. Ôi chết rồi mẹ ơi. Rao này đẩy nhiều này. Ui, hai chục máu không? Úi dồi. Vai. Có 28 máu anh em ạ. Cái này lên 10 luôn nhỉ. Thực ra là rao này là rao 25 rồi, rao sau là 26 lên 10 luôn anh em ạ. Thôi lên 10 luôn thôi. Tôi đang tính ở trận này nếu mà được 6 Saman thì là ngon nhất. Còn nếu không thì chỉ chơi 4 Saman thôi. Để như này sẽ là có 2 God. Up lên level 10 sẽ là 4 God. Đấy. 4 God kẹp với 2 cọc kẹp 3 mét đúng không? Thiếu mét à? Thiếu mét. Phải ra con Khan cơ, ra con Khan mới được. Thôi như này đi. Cứ phải có 3 mét vào cho nó chắc anh em ạ. Không phải thiếu đam lại lọt quái. Không nào được đâu. Rồi. Có quả Aquaman 3 sao là thấy uy tín rồi. Rồi lên 10 luôn anh em nhá. Rồi. Lên được 2 sao thì bỏ đó. Không cần con này đâu. Trượng hiến tế không? Lấy trượng hiến tế đi. Ui dồi ôi, đồ không ngon lắm. Nhưng mà thôi được rồi. Cũng tạm tạm. Ui. Quyết định lên 10 đó là sáng suốt. Hợp lý quá nhờ. Thiếu con Storm Shaman nữa đủ. Đủ bộ á.
Tôi nghĩ là sẽ phải cho cọc vào thay vì là con Battleman anh em ạ. Battleman coi như là không có slot nhá. Quả trứng này tạm thời giữ để có thể là cho con mèo 2 đi. Rồi. Ui nó giật kìa. Nó giật kìa. Ui nó giật kìa. Giật ba. Quá đã anh em ạ. Storm Saman đây rồi. Vậy là đủ bộ. Đủ bộ rồi, 6 Saman đây. Ok, chỉ 2 gót rồi. Nhưng mà cái con rớt này nó tung trưởng hơi chậm. Bây giờ không có đồ tăng mana anh em ạ. Mà bây giờ cái con giật sỏ của tôi mới 1 sao. Chính ra cái đội hình này bây giờ tăng mana khá chậm đấy nhá. Không biết là để 6 Saman này nó có hiệu quả không. Không thì nó cứ phải 3 mét vào, 3 mét 4 gót kết hợp với cả 4 Saman thôi. Thế thôi nhưng mà tôi cũng đang đứng từ dưới lên đấy anh em ạ. Đứng thứ tư. Sắp đi rồi. Đằng kia lên được 5 rồng rồi kìa. Hai cái ứng cử viên top server thì bây giờ đang sắp đi. Dã man. Nó nhanh lắm anh em ạ. Đây rồi, gặp rồi. Nhanh lắm anh em ạ. Ui kìa. Ui kìa. Rớt. Tính. Đúng rồi. Ui rồi. Mẹ ơi. Vãi cứt. Mà nó cũng ra rớt rồi kìa. Quả rất tỉnh lại, thế là may quá, chúng sinh bình đẳng, thế là thoát. Hay. Ui đẩy đi, đẩy đi, đẩy. 13 máu, ai đấy đẩy luôn đi, đẩy luôn đi. Đẩy luôn đi là coi như là đường đua đã loại ra một đối thủ. Chắc chắn là sẽ bị loại ra khỏi đường đua nếu mà trận này top 8, nói thẳng luôn. À không, không top 8 rồi, top 7 thôi. Top 7 trừ ác lắm đây anh em ạ. Rồi, đổi đồ Mela rồi nhá. Bắn trưởng hơi chậm. Ui. Quá tuyệt vời. Từ từ nhưng mà bây giờ chắc là kích wizard rồi nhỉ. Để này thì mất bố lo gót. Này á. 3 mét à. Này thì đánh kiểu truyền thống rồi. Nhưng mà lại không có gót. Không có gót, không có gót. Thôi tạm thời vậy. Vứt con này đi. Đánh tạm. Chả cần gót luôn. Cái chủ yếu là 6 Saman. Rồi. Dễ thắng vớ vẩn gặp round này đi. Đây nó là 6 Saman đấy. Đây nó là 6 Saman to ấy. Ui. Đẩy kìa. 27 máu luôn. À vừa lấy đẩy tớ à. Bây giờ tớ đẩy lại. Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Coi như ở đây nó chỉ là coi như là trả vốn lẫn lời thôi anh em ạ. Vừa lấy đẩy tôi chả sắp đi lời. Tôi tự nhiên đang 50 máu hay là 4 mấy máu, đẩy phát còn 28 máu. Tôi nhớ quả đấy đẩy nhiều à. Bây giờ tôi trả lại thôi. Có vay có trả mà anh em. Ngẫm lại thấy mình thật là một cái người mà có chữ tín đấy. Vay là trả, không nói nhiều. Không phải đi đòi luôn. Đấy, đến tận nhà trả luôn. Rồi, một phát là lên top 2 luôn này anh em này. Quá tuyệt vời. Trận này nó thật với anh em, tôi chả cần top 1, tôi cần top 2 thôi, đủ rồi. Top 2 là cộng điểm cũng khá khá đấy. Bởi vì cái trận này gặp toàn top server anh em ạ. Nếu mà mình không gặp những cái người ở top server ấy, thì top 1 ấy có khi là chỉ được cộng 6 điểm thôi, nếu mà đánh cái kiểu đấy. Nhưng mà gặp top server là khác hẳn ngay. Top 1 là phải cộng cỡ đâu đấy phải khoảng 23 đến 27 điểm. Top 2 thì cũng đâu đấy cỡ khoảng từ 15 đến 18 điểm. Thế là quá ok rồi. Đây này, ngũ long hóa hình này. Rồi sao? Ồ, làm sao, chú quỷ đâu? Chú quỷ đâu? Chú quỷ đâu, chú quỷ đâu, chú quỷ đâu, chú quỷ đâu? Chưa có à? Chưa có thì đi rồi, 14 máu đi rồi. Sao? Căng thẳng không kìa, ui vẫn chưa chết anh em ạ. Ác nhờ, dãy ác đấy. Lên top 4 rồi kìa. Hơi điêu. Căng thẳng nhé. Anh em, nhiều khi anh em thấy tôi nói với anh em đúng không? Anh em thấy là tôi đang khá là kiểu focus vào đối thủ.
Kiểu như mình quan tâm quá vào đối thủ đúng không? Cứ nhắc đi nhắc lại cái thằng đấy nhiều. Nhưng mà đấy là tôi nói thôi, vì tôi làm clip. Còn tôi là thật với anh em là mặc dù là nó không nói ra đấy, nhưng mà cái trận này nó đang focus vào tôi đấy anh em ạ. Tôi chắc chắn với anh em cái điều đấy luôn. Anh em không tin à? Anh em phải lên cái tầm mà nó gọi là cao thủ gặp nhau đấy. Mình có vẻ mình hơi tinh vi tinh tướng rồi đấy. Nhưng mà thường là cao thủ gặp nhau người ta chỉ có quan tâm đến nhau thôi, chứ người ta không quan tâm đến người khác đâu anh em. Tôi là thật. Làm nào đấm bước thằng đấy đi, làm nào để có thể bớt đi một gánh nặng về cái việc là đánh leo top. Chắc chắn là thế rồi. Mặc dù nó không nói ra nhưng không có nghĩa là nó không nói. Nó đang suy nghĩ ở trong đầu, nó đang nói ở trong đầu đó. Là làm nào để đấm được cái thằng Tuấn Cơm bay màu top 8. Nhưng mà trận này thì không được nữa rồi. Trận này khó rồi. Trận này thì làm sao top 8 được nữa. Bây giờ đấm tôi được top 4 thì đấm thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng khó đấy. Ok. Giờ mà kiếm cái RO nhỉ. Chả qua là trận này là bây giờ là random không ra RO thôi. Và nếu mà ra cái RO thì nói chung là cũng xác định luôn. Ui rớt 3 không? Rớt 3 thì nó cũng hơi thừa nhỉ. Kiểu có gậy xanh rồi ấy. Nhưng mà nếu mà lên được cái con rớt 3 thì cái gậy xanh này nó sẽ cho con khác. Thoải mái. Kha này. Quá tuyệt vời. Rồi. Cho Khan vào thì có hai gót cái đã. Không cần 4 gót rồi anh em ạ. Đoạn này ưu tiên 4 Saman hơn. Ok. Rồi thằng này thì Insectoid. À hay bạn ơi. Hay. Có thằng Insectoid này nó đẩy long rồng cho nha. Quá tuyệt vời bạn ơi. Với cái thế trận như này á thì tôi không sợ thằng này anh em ạ. Nhưng mà cái thằng chữ đỏ kia thì nó sợ anh em ơi. Thôi sao rồi, tôi trận này tôi bột chắc luôn. Nhiều khi là mình chỉ cần nhìn cái thế trận là mình biết là mình sẽ thế nào rồi anh em ạ. Quá ok. Lao sau là gặp rồi. Bốn máu sống nổi không? Bốn máu sống nổi không? Lao sau gặp tôi à? Lao sau gặp tôi anh em ạ. Lao sau gặp tôi thì chắc là bốn máu vẫn ăn được đấy. Cái bộ lâm rồng, cái tầm mà có đồ thì nó vào nó có thể giật chết hết Saman. Sau đó hên xui thôi. Trận này hên xui mà con rớt của tôi mà nó clear được thì ăn. Còn nếu mà con rớt của tôi nó giật trượt, mà không trúng co của đối thủ thì là không ăn. Đấy, tùy. Rồi, gặp rồi. Ui, nó giật đau ấy. Mà vẫn biến được hình. Vẫn biến được hình rồi. Nhưng mà đối thủ có con chú quỷ 2 sao ạ. Ơ, vãi đái. Giết được chết không? Vẫn còn sống. Giật ra. Ui, nó còn biết diệt anh em ạ. Ui, nó còn có hack nữa. Ui, vãi, chém đau ấy nhở. Ê à. Đau, ăn được luôn à. Ăn được luôn, ừ thì có cứ cho là ăn được tôi đi. Nhưng mà cái đau tiếp theo nó sẽ gặp cái thằng thôi, bình tĩnh. Thực ra cái này là mình biết rồi mà, mình biết từ vừa nãy rồi. Vui thôi chứ không vui quá nhá. Thôi tạm biệt đi. Tạm biệt rồi xác định luôn đi. Round này gặp Insectoid thì lấy cái cửa gì đỡ. Ơ kìa. Được chưa? Focus thoải mái luôn. Nói thật với anh em. Nào, bây giờ làm gì? Hết. Thế là hết, còn có 4 máu, lọt một con là đi. Riêng Insectoid không bao giờ lọt một con nhá. Khẳng định với anh em luôn. Cái bộ lâm rồng mà gặp Insectoid thì xác định là nó phải rơi tầm khoảng 20-30 máu. Rồi, còn tôi gặp thằng này nó lại là vô tư. Xong chưa? Thôi, tôi một chắc rồi. Tôi gặp thằng này vô tư mà. Xong chưa? Đấy, anh em thấy chưa? Trời ơi, kinh nghiệm nó đầy người luôn anh em ạ. Chỉ cần nhìn thôi là biết thế trận rồi. Biết là đối thủ sẽ ra đi round tiếp theo. Không phải xem kết quả trận đấu luôn. Ôi xong rồi đấy. Còn thằng này, nó mà giữ Insectoid thì nó thua tôi là chắc chắn thôi. Insectoid làm gì có cái cửa. Thôi thế cái trận này không cần phải chuyển sang gót nữa anh em nhá. 4 Saman nó là tuyệt vời rồi. Ơ kìa, cái gì kìa. Ăn được
lại gặp đúng nhà đẻ. À đây anh em thấy chưa? Tức là ăn được tôi đấy anh em ạ. Ý nói là ăn được tôi, ăn được nhưng mà lại gặp cái nhà đẻ đen đúng không? Thực ra thì làm sao mà có thể không gặp được khi mà đấy nó là cái vòng lặp cuối cùng, cái nhà cuối cùng của cái vòng đấy, mà bây giờ ông lại còn gặp hai cái nhà kia rồi, còn cái nhà cuối cùng mà ông đòi không gặp nữa thì ông đúng là hack game. Rồi rồi. Kết quả là đã an bài rồi anh em ạ. Nhà này thì không có cửa an luôn, nói cho nhanh. Insectoid nào, Insectoid đâu, Insectoid đâu? Trời ơi, Saman nó biến kìa. 5 đô hay sao? Thôi 25 máu xác định luôn anh em ạ. Trò chơi kết thúc, quá tuyệt vời. Sau cái round này thì nói chung là điểm nó gia tăng và khoảng cách nó khá là xa với cái nhà top 3 đấy. Còn cái nhà top 1 thì chắc là chưa, chắc là phải thêm một trận top 1 nữa. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Tuấn Cơm gặp chủ tịch hội anti Tuấn Cơm luôn. Đấy, cũng đang leo top server. Đấy, anh em chưa xem anh em xem đi nhá. Hay lắm anh em ạ. Và anh em hãy chọn clip bên phải để xem cái lý do tại làm sao mà tôi leo top server nhanh đến như thế anh em nhá. Cũng có bí kíp đấy. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.